ăn cơm thân mật cuối năm. Mấy năm trước cô bác lì xì mình, năm nay mình trưởng thành thêm xíu. Những tình huống có thể diễn ra, bao lì xì có nguy cơ hao hụt nhiều. Quán đường xuân về là phải vui, thủ tục lì xì chủ yếu lấy lòng. Tết năm nay được lì xì mấy tờ, mà lì xì ngược lại hết mấy cọc dân mâm ngủ quả lên bàn tổ tiên. Đầu dưa đủ xoài sung túc ngay Tết của người Việt Nam cổ truyền là dịp gia đình quay quân đoàn viên. Đưa danh sách các hộ gia đình năm nay làm ăn để chỉ tiêu cặp túi, liệt kê vào thứ tự ưu tiên để cùng một ghé qua nhà mừng tuổi thấy hơn. Tết xuân vầy là ngày